Trong đời có 7 điều phải nhẫn để làm một người thành công và có tĩnh khí. Nhẫn nại là một đức tính quý báu. Nhưng nhẫn ra sao, nhẫn điều gì thì đối với nhiều người luôn là những câu hỏi không dễ giải đáp. Nói chung, suy đi tính lại, trong đời người ta cần nhẫn nhịn những điều này. Thứ nhất, có nhiều việc phải nhẫn. Đa phần khi phải nhẫn nại, chịu đựng một việc gì, chúng ta sẽ cảm thấy thật thống khổ. Phải áp chế cơn lửa giận dữ bên trong mình quả thực không phải chuyện dễ dàng. Nhưng thành công thường chỉ xuất hiện trong đời sau khi bạn đã nhẫn nại, kìm nén những nỗi thống khổ mà người thường không thể chịu đựng được. Nhất quyết đừng từ bỏ khi bạn chỉ còn cách thành công một vài bước chân. Gặp chuyện cần nhẫn, phải nhẫn. Làm việc phải lý trí. Nhất định phải ghi nhớ điều này. Thứ hai, có nhiều ham muốn, phải nhẫn. Dẫu rằng con người có thất tình lục dục, nhưng cũng không thể bất chấp tất cả làm liều. Cuộc sống có quá nhiều cám dỗ như vật chất, danh vọng, địa vị, quyền lực luôn bủa vây quanh chúng ta. Nếu không thể nhẫn nhịn được trước những cám dỗ mê hoặc đó, không thể lắng lòng mình lại, thì cuộc đời này ta sẽ chỉ mải miết chạy theo những vật ngoài thân mà thôi. Đến khi tóc bạc da mồi, trầm tư ngẫm lại đoạn đời đã qua, ta mới hiểu mình đã thực sự đánh mất đi những gì, mới biết ta không còn đủ thời gian để theo đuổi những điều thực sự ý nghĩa cho sinh mệnh đời đời kiếp kiếp. Thứ ba, có nhiều cái tình phải nhẫn. Con người ta có thể nói là sống vì một chữ tình. Chúng ta luôn mang tình cảm trong mình, đặc biệt là với những người khác giới. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, qua thời gian đôi bên sẽ nảy sinh tình cảm. Tình cảm thăng hoa sẽ trở thành tình yêu, yêu lâu rồi sẽ sinh ra dục vọng. Nhưng điều này nhất định phải nhẫn. Không nhẫn liệu có thể được không? Nếu không thể nhẫn được dục vọng nhất thời, thì có thể cuộc hôn nhân của bạn sẽ không còn êm ấm. Có thể bạn sẽ làm người bạn đời bị tổn thương, hoặc đặt cả mái ấm của mình và tương lai của những đứa trẻ trước bờ vực nguy hiểm. Tình cảm chỉ là thứ thoảng qua. Bạn thực sự có quá nhiều điều phải làm trên đời, thay vì đắm chìm vào ái dục và những ham muốn cảm xúc ấy. Chuyện này nói ra thật dễ, nhưng làm được thì không hề đơn giản chút nào. Thứ tư, có nhiều nỗi khổ phải nhẫn. Muốn bước tới thành công thì không có bí quyết nào khác ngoài hai điều sau. Thứ nhất là phải kiên trì đến cùng, không bao giờ được từ bỏ. Thứ hai là khi nghĩ tới việc từ bỏ, xin bạn hãy xem lại bí quyết thứ nhất. Khi gặp khổ đau, nhất định phải nhẫn nại. Nhẫn nại qua được bể khổ chính là vượt qua chính mình, cũng chính là dạn dày thêm, trưởng thành lên. Chịu được khổ thì mới biết trân quý hạnh phúc. Bước qua ngày tháng âm u mới thấy yêu thêm ngày chói chang nắng ấm vậy. Thứ năm, có nhiều nỗi đau phải nhẫn. Kẻ mạnh không dễ rơi lệ, cũng không phải cõi lòng sắt đá, mà chính là người nuốt nước mắt mà chạy. Đôi mắt từng nhỏ lệ lại càng trong sáng hơn. Trái tim từng nhỏ máu sẽ khiến tâm hồn thêm kiên cường. Con bướm xinh đẹp có ngày bay lượn thỏa thích chính là vì chịu nỗi đau lột xác từ kén tằm. Lá trà có thơm, vị nước có ngọt chính là sau khi phải chịu nước sôi nóng bỏng. Chỉ một chút đau đớn mà bạn không thể nhẫn chịu được thì còn mong gì đến thành công đây. Thực sự trong đời có những nỗi đau phải nhẫn, có những sự tình phải dằn lòng, nuốt nước mắt vào trong. Thứ sáu, có nhiều lời phải nhẫn. Tục ngữ có câu, cơm có thể ăn hổ lốn, nhưng lời không thể nói bừa.
Điều này rất có đạo lý. Họa từ miệng mà ra cũng chính là lý này. Có bao nhiêu người bạn chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ dưng? Có bao nhiêu cặp tình nhân chỉ vì một lời nói mà trở thành kẻ thù? Có bao nhiêu người chỉ vì một lời nói mà để thành công tuột khỏi tầm tay? Đôi khi chỉ cần nhẫn nhịn một lời thì biển lặng sóng êm. Ông bà ta dạy, một điều nhịn chín điều lành. Chính là vì thế. Thứ bảy, có nhiều cơn nóng giận phải nhẫn. Những người hay tức giận, tức là tấm lòng họ chưa đủ rộng rãi để bao dung tất cả. Người không đủ bao dung sẽ không thể thành công. Muốn thành công thì phải kìm nén những cơn nóng giận. Không được tùy ý tức giận hay để người khác dễ dàng chọc giận mình. Đắm mình trong sự tĩnh lặng là chìa khóa vàng giúp bạn mở cánh cửa đi tới thành công. Giữ được tĩnh khí cũng chính là sự tu dưỡng lớn nhất cuộc đời. Bài học đáng ngẫm về lòng kiên nhẫn. Thành công và thất bại thường chỉ cách nhau có nửa bước chân. Nếu kiên trì thêm một giây, rất có thể bạn sẽ thành công. Điều đáng tiếc là rất nhiều người đã bỏ cuộc ngay những giây phút cuối cùng. Victor vô cùng sung sướng khi thấy tên mình trong danh sách 10 người được chọn từ 100 nhân viên thực tập được ký hợp đồng chính thức. Từ ngày mai, Victor sẽ được làm việc trên giàn khoan giữa đại dương bao la, niềm mơ ước từ lâu của Victor. Ngày đầu tiên được đứng trên giàn khoan, Victor thấy thật tuyệt vời. Anh thấy những cố gắng của mình trong 6 tháng thực tập đã không uổng phí. Kiếp trưởng đưa cho Victor một chiếc hộp và nói: "Đây là công việc đầu tiên của cậu. Hãy cầm ngay chiếc hộp này mang lên cho trưởng giàn trên kia." Victor nhanh nhẹn cầm chiếc hộp leo lên tháp cao hơn 100 mét. Leo lên đến nơi gặp trưởng giàn, Victor mồ hôi ròng ròng. Trưởng giàn viết vào chiếc hộp rồi lại đưa cho Victor, nói cậu cầm xuống đưa lại cho kiếp trưởng. Xuống đến nơi, kiếp trưởng cũng viết vào chiếc hộp rồi lại bảo Victor mang lên cho trưởng giàn. Victor cầm chiếc hộp lại leo lên thang. Trời bắt đầu nóng, mồ hôi vã ra. Lần này anh phải nghỉ 2 lần mới lên tới nơi. Như lần trước, trưởng giàn viết xong lại đưa chiếc hộp để Victor mang xuống cho kiếp trưởng. Xuống đến nơi, chân Victor như muốn khuỵu xuống vì mệt và mỏi. Nhưng công việc vẫn chưa xong, kiếp trưởng lại đưa chiếc hộp cho Victor mang lên. Victor hầm hầm cầm chiếc hộp bước lên thang với những bước chân rã rời, mắt mũi hoa lên. Victor nghỉ 4 lần mới lên tới nơi. Thấy Victor ướt sũng người vì mồ hôi, vị trưởng giàn cười và bảo cậu: "Hãy mở chiếc hộp ra." Victor tức tối đặt chiếc hộp xuống bàn, lớn tiếng: "Tôi không làm nữa, các ông thật quá đáng." Vị trưởng giàn bước tới mở chiếc hộp ra. Bên trong là chai sâm panh. Ông nghiêm nghị nói: "Tôi đã chuẩn bị chai sâm panh này để chúc mừng cậu. Nhưng giờ thì thật tiếc không được dùng nữa rồi. Cậu có biết việc cậu vừa được giao chính là bài kiểm tra về thể lực không? Vì chúng ta làm việc trên biển có thể gặp tình huống nguy hiểm bất cứ lúc nào. Thế nên mỗi người đều phải có thể lực tốt và năng lực phối hợp để ứng phó với mọi việc xảy đến. Đặc biệt phải rèn cho mình đức tính kiên nhẫn và tuân thủ mệnh lệnh tuyệt đối. Cậu đã rất vất vả 6 tháng qua, chỉ còn một cánh cửa cuối cùng để mở ra tương lai nghề nghiệp thì cậu lại không qua được. Giờ thì cậu có thể về." Bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.